quý vị, người Dao là một trong các tư dân tộc tại Việt Nam với dân số 751.000 người ở Việt Nam. Người Dao tuy có dân số không đông, nhưng các đặc bản của họ trải rộng tại các vùng miền như phía Bắc, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, vân vân. Người Dao chia thành nhiều nhóm khác nhau với những nét phong tục tập quán riêng và biểu hiện rõ nhất là trên trang phục như dao đỏ, dao tiền, dao quần triển, dao thanh y, dao áo dài, dao quần trắng, vân vân. Cư trú trên nền bàn rộng với nhiều nhóm địa phương khác nhau, do vậy văn hóa của người này rất đa dạng phong phú, thể hiện qua nhiều thành tố văn hóa vật thể phi vật thể, đặc biệt là văn hóa phi vật thể. Nhiều sắc thái nổi bật có nét đặc trưng. Múa chuông là một trong những sắc thái văn hóa đó. Kính thưa quý vị, múa chuông là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của hầu hết cả các ngành Dao. Mỗi dịp Tết đến xuân về, hay trong các sự kiện cảm giác cuộc đời của con người dân tộc Dao đều thể hiện, đều không thể thiếu điệu múa này. Từ xa xưa, trong tất cả các nghi lễ quan trọng như lập tịch, cấp sắc, đặt tên cho người trưởng thành, tiết thanh minh, vân vân, tất cả đều không thể thiếu sự góp mặt của điệu múa chuông. Đặc biệt, điệu múa chuông trong Tết nhảy là lễ tạ ơn tổ tiên bản vương đã bảo vệ cuộc sống gia đình dòng tộc, những mong tổ tiên phù hộ che chở cho mọi thành viên gia tộc làm ăn phát đạt khỏe mạnh, cầu cho cộng đồng và làng Dao đoàn kết phát triển. Đối với một số ngành Dao, ngay từ khi mới quê nôi, trẻ đã được các cụ bà tặng kỷ niệm chiếc chuông nhỏ bằng đồng. Chiếc chuông này sẽ gắn với cuộc đời họ từ nhỏ lớn lên khi múa ở các bản làng, vân vân. Những sợi tua màu đỏ buộc ở chuôi chuông được rung lên hạ xuống, lượn tròn một nhà nhưng rộn ràng khỏe mạnh, mang thành nhịp điệu đều đặn, đưa bước chân chỉ vào những chàng trai cô gái Dao nhún nhảy và được múa trong những nghi lễ của gia đình cộng đồng. Tiếng chuông báo hiệu thời khắc, thời gian. Tiếng chuông vào hồn vận tượng mùa, tiếng chuông chúc phúc cầu mong sức khỏe, tiếng chuông thể hiện tình cảm của con người với thế giới thần linh. Quý vị đang xem tiết mục múa chuông của dân tộc Dao do đội văn nghệ bảo tàng tự biên tự diễn. Xin chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn để cổ động viên đội văn nghệ bảo tàng.